Các bạn đã từng mê mẩn bộ phim hoạt hình về người cá hay mơ mộng về những câu chuyện cổ tích về các nàng tiên cá? Bơi lặn người cá là một môn thể thao tuyệt vời và Tiun sẽ biến ước mơ của bạn trở thành hiện thực. Đối với các bạn nam nữ có độ tuổi từ 6 đến 12, có thể tham gia bơi lặn kiểu người cá. Với hình thức này, các bạn nhỏ sẽ lặn đứng thở ở hồ bơi và được đeo đuôi tiên cá Monofin đã được công ty Tiun thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế và có bảo hành 2 năm. Học lặn kiểu người cá như thế này sẽ cho các bạn nhỏ sự dẻo dai, nín thở được lâu ở trong nước, hiểu rõ những phương pháp an toàn khi lặn và để có thể điều khiển được đuôi cá Monofin của mình một cách dễ dàng và thoải mái. Đồng thời, các bạn cũng sẽ tham gia một số hoạt động dưới nước vô cùng hấp dẫn như bơi thành nhóm, xếp hình, chui qua vòng, tìm đồ lạc ở dưới nước. Còn với các bạn nhỏ từ 8 tuổi trở lên có thể học lặn với bình khí. Các bạn sẽ được học về lý thuyết an toàn khi sử dụng thiết bị, kiểm tra điều khiển thiết bị của mình khi ở dưới nước. Việc học lặn này giúp cho các bạn nhỏ khám phá được khả năng của mình, khám phá thế giới mới ở dưới nước, cân bằng lơ lửng ở trong môi trường nước. Còn ở ngoài biển, các bạn sẽ được khám phá nhiều hơn như gặp gỡ các loài sinh vật biển, san hô, cá, mực, tôm, cua này nọ. Một chuyến du ngoạn dưới biển trong phim ảnh sẽ trở thành hiện thực khi các bạn nhỏ tham gia những khóa học lặn biển, khám phá vô cùng hấp dẫn với Tiun nhé. Và Tiun đang giới thiệu đến các bạn, đây là những bạn người cá nước ngoài đang học lặn với Tiun. Những bạn này đến từ Pháp, có bạn đến từ Mỹ, từ Brazil. Rất là vui và hấp dẫn. Hẹn gặp lại các bạn ở lớp học tiên cá Tiun nha.